Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, gần đây mưa lớn liên tục xảy ra ở Quý Châu và các tỉnh khác ở Trung Quốc khiến mực nước dâng cao chóng mặt. Đường xá và nhà cửa của một ngôi làng ở Quý Châu bị ngập lụt, nơi ngập sâu nhất lên tới hơn 10 mét. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông vào hôm thứ Ba tuần này, vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, thiên tai lũ lụt ở làng Đức Quyên, thị trấn Tài Phần, huyện Đài Giang, tỉnh Quý Châu rất nghiêm trọng. Tất cả các con đường trong làng đều bị ngập lụt và một số ngôi nhà bị ngập hoàn toàn. Dân làng không có chỗ ở, chỗ nước sâu nhất có thể lên tới hơn 10 mét. Nhìn từ trên cao xuống, ngôi làng gần như trở thành biển nước, tình hình hết sức nguy kịch. Theo dữ liệu do Cục Khí tượng Quý Châu công bố hôm thứ Tư, mưa lớn đã xảy ra ở 8 trấn của Quý Châu và ở 29 quận. Trong vòng 2 ngày, 22 quận và khu đô thị ở Quý Châu liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 18.700 người ở 54 ngôi làng thuộc 8 thị trấn và 56 ngôi làng ở huyện Hui Sui, huyện Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu, nơi bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả trong 2 ngày liên tiếp. Lở đất, lở bùn và các thảm họa khác đã xảy ra trên các con đường ở quận Hướng Dẫn, Quý Châu. Một số làng bị ngập nước trên diện rộng, các con đường vào làng bị lũ lụt chặn lại, đất nông nghiệp bị ngập và một cây cầu bị sập. Ngoài ra, phía bắc thành phố Đồng Nhân và thành phố Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu cũng có mưa lớn, nước sông Vừa và Nhỏ dâng cao, một số làng và trấn ở huyện Đồng Tử, thành phố Tuân Nghĩa bị lũ lụt nghiêm trọng. Mực nước 275 hồ chứa ở An Huy vượt giới hạn lũ. Thời gian gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở nhiều tỉnh phía Nam đất liền, lũ lụt xảy ra ở nhiều tỉnh. Theo các báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, năm con sông gồm Tây Hà, Phong Lạc và Tỳ Hưu thuộc tỉnh An Huy đã xuất hiện lũ vượt mức nước cảnh báo. Mực nước khu vực Hồ Sào Hồ tiếp tục dâng cao, đồng thời có tổng số gần 280 hồ chứa vượt lũ vượt giới hạn cho phép. Tại tỉnh An Huy, hoa màu bị ngập lụt, nhà cửa bị sập và hư hại, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng. Tính đến chiều tối ngày thứ Tư, đã có 8.174 người phải sơ tán khẩn cấp, 14,2 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 669 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, dự kiến trong ngày thứ Năm sẽ có mưa to đến rất to ở số khu vực Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác. Có mưa lớn ở một số vùng ở Vân Nam, Tây Tạng và những nơi khác. Theo đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên, từ tối thứ Năm đến thứ Bảy, Tứ Xuyên sẽ bắt đầu mở một đợt mưa lớn mới. Hầu hết các lưu vực sẽ có mưa to đến rất to, miền Trung và miền Đông sẽ có mưa to đến rất to, nên tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của CCTV, kể từ cuối tuần qua, mực nước của 200 con sông ở 16 tỉnh bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã vượt quá mức cảnh báo, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước. 19 sông có lũ vượt mức nước đảm bảo, 5 sông vừa và nhỏ cũng có lũ vượt kỷ lục lịch sử. Do mưa lớn và nước thượng nguồn, từ thứ Hai đến thứ Sáu, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 80 năm qua trên sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Mực nước của đoạn Kỳ Giang vượt quá mức nước đảm bảo hơn 6 mét và mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 3 mét. Trong chương trình phát sóng trực tiếp của CCTV, một số người dân cho biết bãi đầu xe của trường chúng tôi bị ngập hoàn toàn và những chiếc ô tô đang trôi nổi trên mặt nước. Hình ảnh cho thấy phần trên của tầng 1 đường Kỳ Giang – Tân Giang ngập hoàn toàn trong một làn nước đục ngầu màu vàng. Có 3 tầng của nơi cư trú, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tầng trên cùng. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận mưa lớn ở quận Kỳ Giang của thành phố Trùng Khánh đã gây ra trận lụt lớn nhất kể từ khi nhà ga được xây dựng vào năm 1951 và 21 đường phố và thị trấn bao gồm Cổ Nam, Văn Long và Thạch Giao đã bị ngập nghiêm trọng, giao thông bị tắc nghẽn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, lũ vượt mức cảnh báo có thể xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Châu Giang, sông Tây Giang, sông Hoài Hà, Hồ Thái Hồ và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lớn. Thưa quý vị, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Sơn Đông, Cam Túc và một số tỉnh lân cận, mưa lớn do bão số 5 tiếp tục tàn phá đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang.
Tân Hoa Xã, Bắc Kinh hôm Chủ nhật cho biết, cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật, nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa lớn do bão ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đã đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Giang Tây. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đình Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,9m đến 2,8m. Hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm Chủ nhật rằng, theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 cũng khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, lượng mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Giang Tây. Từ 0 giờ đến 16 giờ chiều Chủ nhật, có 4 trạm đo mưa tại 3 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt 320mm, 40 trạm đo mưa tại 7 huyện có lượng mưa vượt 250mm và 20 quận có lượng mưa vượt 200mm, 189 trạm đo mưa có lượng mưa vượt 100mm. Phóng viên được biết từ trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 16 giờ chiều Chủ nhật, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão số 5 mang lại, hơn 110.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và đã được di chuyển khẩn cấp và 54 người đã chết. Đến nay, báo cáo thương vong chưa được điều tra chính xác. Bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác, khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh, Tuyền Châu của tuyến Hàng Châu Thâm Quyến vượt qua mức cảnh báo an toàn với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Sương đã tạm thời đình chỉ 16 đôi tàu EMU vào ngày hôm đó. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông cũng đã khiến 29 hồ chứa tràn bờ. Hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt nước lũ giới hạn. 29 hồ chứa bị tràn, cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Bảy do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc gây sạt lở đất đá và lũ lụt lớn. Tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long An, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng. 14 người chết, 7 người bị thương do thiên tai và 12.600 người đã được chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân Chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 đổ bộ vào bán đảo Hoàng Kỳ ở huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 16 giờ chiều thứ Bảy, gây mưa xối xả trên diện rộng trên toàn tỉnh. Một số huyện có mưa rất lớn. Theo thống kê, từ 2 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ nhật, có 19 huyện có mưa từ 50 đến 100mm, 41 huyện có lượng mưa từ 100 đến 200mm, có 11 huyện, trong đó quận Thông An là quận lớn nhất với 280mm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Hy và Tây Đại Giang. Tính đến 18 giờ chiều Chủ nhật, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 ở Tam Minh và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường. Sau cơn bão số 5, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa Chủ nhật rằng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở thành phố Diên An do mưa liên tục đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa.
Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ, 43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 5, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai vẫn còn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam và Hậu Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ Hai đến thứ Năm, ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra đợt mưa lớn. Trong đó, Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa từ 200mm đến 400mm. Để đối phó với đợt mưa trên diện rộng, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Kính thưa quý vị, theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông, đã có 3 người bị chết do nước lũ cuốn và 4 người mất tích sau khi 2 thuyền cá bị chìm, trong khi một người khác thiệt mạng do nhà sập. Lốc xoáy do bão gây ra cũng khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa và các công trình khác ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông và thành phố Phật Sơn. Ở Trạm Giang, mưa to và gió lớn đã gây mất điện, nước và liên lạc viễn thông trên diện rộng. Đến thứ Bảy, ít nhất 10% hộ gia đình vẫn chưa có điện. Cơn bão số 5 đã gây ảnh hưởng đến 3,16 triệu người dân tại 25 huyện của tỉnh Quảng Đông, buộc gần 150.000 người phải sơ tán. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế tại khu vực này đã lên tới 12,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,97 triệu đô la Mỹ, hơn 2.800 căn nhà bị hư hại và gần 196.000 ha đất nông nghiệp bị tàn phá tại tỉnh này. Sở Nội vụ tỉnh đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão. Tại tỉnh Quảng Tây, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ tại 22 quận, 66.300 người dân đã phải sơ tán. Ước tính bão gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đến 175 triệu nhân dân tệ tại khu vực này. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, 6 người đã thiệt mạng do cây đổ ở thành phố Nam Ninh. Trước đó, bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Đông chiều thứ Sáu với sức gió lên tới 60 m/s. Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, bão số 4 là cơn bão siêu nhanh chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Từ khi bão hình thành đến khi vào đất liền, bão di chuyển với tốc độ khoảng 1.300 km trong 57 giờ đồng hồ so với hầu hết các cơn bão khác đổ bộ vào Quảng Đông khoảng 3-4 ngày sau khi hình thành. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!